tên con đường là tên em gửi lại. Cái chết em xanh khoảng trời con gái. Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em. Gương mặt em, bạn bè tôi không biết, nên mỗi người có gương mặt em riêng. Về căng căng chẳng nhìn dạ, đại đi sắc là dạ. Thành niên trùng phòng và viên thiên hăng. Dù bọn họ chết đồng đội, ta vẫn quyết đứng lên, sẵn sàng hy sinh. Thưa quý vị, chiến tranh vốn được coi là mặt trận của nam giới, nhưng những hậu quả dài lâu nhất, những cơn bão lòng đau đớn ghê gớm nhất nằm ở phía những người phụ nữ. Họ là những anh hùng, nhưng họ cũng là những người con gái. Họ cũng có tuổi xuân giống như hàng triệu khán giả nữ đang ngồi trước màn hình TV hôm nay, hay đang chuẩn bị bước chân vào cổng trường đại học. Nhưng thanh xuân ấy họ gửi lại nơi trận địa cho cuộc sống hòa bình của chúng ta hôm nay. Họ liều lĩnh khai thêm tuổi, bỏ thêm vật nặng cho đủ cân để được ra chiến trường. Họ tinh nhuệ trong điều khiển súng phòng không để bắn máy bay địch. Họ có thể xây cầu người cho chiến sĩ băng qua. Và họ là o du kích nhỏ dương cao súng, khiến lính Mỹ lênh khênh cũng phải cúi gục đầu. Và họ cùng hàng triệu người con gái, con trai cùng chúng ta lứa tuổi đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay. 27 tháng 7 năm nay, chúng tôi xin được kể về họ, những bông hồng thép của đất nước Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại giành lại nền độc lập cho dân tộc. Hàng triệu người đã hy sinh một phần thân thể hoặc đã ngã xuống. Trong số đó, có những người ra đi không để lại một bức thư, một tấm ảnh, chỉ để lại những khoảng trống vô tận trong trái tim người thân và đồng đội. Họ chính là những con người đã thầm lặng hy sinh, làm nên một Việt Nam kiên cường, bất khuất. Chúng ta sẽ trở về nơi khởi nguồn của ngày 27 tháng 7, ngay cả trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, thì đã có những người phụ nữ, những người mẹ tiên phong dùng chính nhà mình để tiếp nhận và chăm sóc thương binh bởi tình yêu bộ đội và khát vọng được làm người tự do. Sau mùa thu lịch sử năm 1945, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Nhưng thực dân Pháp không từ bỏ âm mưu chiếm lại Việt Nam, gây ra những tổn thất không hề nhỏ trong lực lượng quân đội. Trước tình hình đó, đầu năm 1946, Hội giúp binh sĩ tử nạn được thành lập tại một số địa phương trong cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu là chủ tịch danh dự. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, toàn dân nhất tề đứng lên đánh giặc cứu nước, chiến tranh lan rộng ra nhiều vùng. Số chiến sĩ thương vong tăng lên nhanh chóng. Trước tình hình cấp thiết đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 20, quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng trong việc đền ơn đáp nghĩa các thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, dưới gốc đa cổ thụ của xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên này, 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương đã họp mặt để nghe công bố bức thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời của ngày thương binh liệt sĩ ở nước ta. Trên tay của Hạnh Phúc lúc này là một trong những lá thư như vậy, được Bác viết và gửi vào ngày 27 tháng 7 năm 1949. Gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh Cựu binh: tôi xin xung phong tặng một số khăn mặt và áo quần mà đồng bào các nơi đã biếu tôi. Gửi một tháng lương của tôi là 1.000 đồng. Và nhờ cụ chuyển lời thân ái của tôi an ủi anh em thương binh cùng các gia đình tử sĩ. Nhưng ngay cả trước khi có quyết định này, có những người dân tiên phong thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa. Đầu tiên phải kể đến gia đình cụ Bá Huy Nguyễn Thị Đích, nguyên bí thư phụ nữ cứu quốc xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong hoàn cảnh đất nước còn thiếu thốn, bà Nguyễn Thị Đích đã dùng chính nhà mình để tiếp nhận và chăm sóc thương binh. Bà còn vận động dân làng dựng 10 gian nhà gỗ để làm an dưỡng đường số 1, nơi nuôi dưỡng thương binh đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Các anh ấy về tập trung ở đâu thì là chúng tôi có trách nhiệm là đến chung nom chăm sóc người ta. Ai mà nặng quá thì tắm rửa, thì thay quần áo giặt giũ. Coi như là chúng tôi phải nhường hết nhà cho các anh ở. Chính sự quan tâm của người đứng đầu nhà nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi tới những người dân bình thường như bà Đích,
bà Vệ đã là nguồn động viên lớn lao kịp thời các gia đình thương binh liệt sĩ, giúp họ yên lòng và vững tin vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Cô gái miền quê ra đi cứu nương, mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn. Một ca khúc về những năm tháng chống Mỹ, nhiều thế hệ người Việt bây giờ vẫn thuộc nằm lòng. Ca khúc khắc họa tinh thần sục sôi ra trận của những cô gái tuổi đôi mươi cùng nhau xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Trên tay của Hạnh Phúc lúc này là cuốn sách Tiểu đoàn Bà Thao của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Cuốn sách này kể câu chuyện đặc biệt về tiểu đoàn vận tải nữ 232 mà quân dân đất Quảng và khu 5 quen gọi với cái tên rất đỗi dung dị, Tiểu đoàn Bà Thao. Thưa quý vị, đây là bà Thao của hơn 50 năm trước, một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ thó, nhưng suốt 4 năm trời trong cảnh bom rơi đạn nổ đã chỉ huy hơn 600 chị em gùi cõng hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, hàng hóa, vượt núi, băng rừng, tiếp tế cho bộ đội ta đánh giặc. Với phương châm hành động, đạp 50 cân xuống đất, hất 70 cân sang bên vì chiến trường mang lên một tạ. Không tính khối lượng, không tính chỉ tiêu, có sức bao nhiêu, cống hiến tất cả, đã tạo nên khí thế cho cả tiểu đoàn bà Thao, ra quân như biển trào bão lốc, xuống đường như đất lở đất long. Để rồi, tên tuổi của tiểu đoàn, kiện tướng hành lang, gương mẫu đảm đang, chân đồng, vai sắt, mãi mãi còn lại trong niềm kính phục của bao người dân Trung Trung Bộ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những người phụ nữ trong tiểu đoàn ấy. Đường Trường Sơn huyền thoại, dưới những tán cây rừng, những con đường mòn bất tận, cũng là nơi những người con gái mới ở tuổi đôi mươi mang trên mình những thùng đạn dược, vũ khí, hàng hóa với trọng lượng gấp đôi, gấp ba cơ thể, băng rừng vượt suối để chi viện cho quân đội miền Nam. 60 năm sau, trên lưng họ giờ đây là hạnh phúc của hòa bình, là niềm vui, tự hào vì một đất nước độc lập cho thế hệ sau. Và nơi đó, chúng ta gặp gỡ một nữ tiểu đoàn trưởng. Tên tôi là Phạm Thị Thao, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn vận tải 232 cục hậu cần quân khu 5. Tôi nhập ngũ là lúc bây giờ là có 14 tuổi thôi. Tôi phải khe thêm 4 tuổi nữa để thực vào quân ngũ để chiến đấu. Trở về từ chiến tranh với di chứng viêm dây thanh quản do mang vác quá nặng gây chèn ép, dù gặp khó khăn trong quá trình giao tiếp, nhưng những ký ức về những tháng ngày xẻ dọc Trường Sơn mang đạn tiếp tế thì không bao giờ nguôi trong tâm trí của bà Thao. Được vậy, chúng tôi gồm có là hơn 500 là nữ không. 4 cái nhiệm vụ trọng tâm là vận chuyển vũ khí, rượu, mang gạo phục vụ cho thương binh, mở đường cho xe qua và đạt nhiệm vụ sản xuất để có lương thực. Về trăm cân chẳng nhị dạng, phải mình rằng trăm cân chẳng nhị dạng là đi rất là dài. Đánh khổ nam thì luôn nhắc cái tiểu đoàn của bà Thao vận tải khổ nam anh hùng. Bước qua đạn bom, tiểu đoàn bà Thao khi mái tóc đã bạc vẫn tình cảm nồng nhiệt và yêu thương, dù mỗi người một nơi, mỗi người một cảnh. Bảo tàng Đà Nẵng, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật của chính họ, cũng là nơi mà ký ức về một thời khói lửa hào hùng ùa về. Tuổi đời lớn nhất khi thành lập tiểu đoàn là 20 tuổi. Chứ còn lại là 15 đến 16, 17, 18. Nói chung là chị em lên nhưng nó đẹp lắm. Qua hậu hết, nói chung là chị em rất là trẻ. Cộng là hai cái thân TKB này, với là một cái đầu đàn nữa. Tổng có số của hắn là 120kg. Bị thương là không sợ nhỉ, sợ không phải. Bùng 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 này. Là hắn như chân mình, là chăm má là sợ. Cây cô thừa đây, con đếc rồi, cái ta đây là cô để cái cây, cô gánh này. Là lên chắc là có túi xuống đây. Rồi bắt đầu nó mới đẩy lên, mới đẩy lên đó. Cái gì này đẩy lên đây. Sang nhà, sang gia đình rồi cũng nhờ là ở với nhau như thế mà cũng quen hay tất cả mọi thứ. Cũng quen cái mệt mỏi. Nhà đó mình rất là vui. Từ chỗ đó mình mới có được cái bản lĩnh mình chiến đấu.
Sau 60 năm, họ vẫn ở đây hát cho nhau nghe ca khúc ở chiến trường. Gánh nặng trên vai giờ đã nhẹ bớt, những ký ức hào hùng xưa gói lại thành tiềm thức để khi nào gặp nhau, họ lại hô vang tiểu đoàn Bà Thao anh hùng. Trên 20.000 km đường Trường Sơn là 18.000 nữ giới tham gia trên mọi trận tuyến. Họ đã cùng nhau san lấp 78.000 hố bom, phá 12.600 bom từ trường, 8.000 bom nổ chậm, 85.100 quả mìn, đánh 2.500 trận, phá hủy 100 xe quân sự, hàng ngàn súng, bắn rơi 2.450 máy bay địch, vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí, đưa hơn 2 triệu lượt bộ đội, cán bộ vào chiến trường. Cũng trong những năm tháng ác liệt đó, hơn 20.000 bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông đã hy sinh. Và đã có không biết bao nhiêu con người trước khi vào trận đánh là cùng nhau đối mặt với lễ truy điệu sống. Bởi họ xác định có thể mình sẽ chẳng có đường về. Có lẽ nào anh lại mê em, một cô gái không nhìn rõ mặt. Đại đội thanh niên đi lấp hố bom, áo em hình như trắng nhất. Bà Phạm Thị Thảo, nguyên tiểu đội trưởng của đơn vị C320 ngày ấy, nhìn vóc dáng nhỏ bé của người phụ nữ này, ít ai biết được rằng bà đã từng 3 lần được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, dũng sĩ diệt Mỹ. Trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch ngày ấy, đã chứng kiến biết bao lần bà cùng các đồng đội làm lễ truy điệu sống trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ sinh tử. Theo ai đứng về cho tôi đi nội hải, tôi ở nhà còn mấy em tôi chạy cũng hải. Trực bản này tôi đi sau xuống đi xuống hầm với chị xuống trường bộ này. Không, không lắm á, tôi không chạy mà. Tôi là quyết tâm chết. Quả cảm là vậy, nhưng bà Thảo cũng từng nhiều lần đối diện với cửa tử. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, quả bom thả xuống ngay vị trí cạnh nơi bà trú ẩn. Bom phát nổ, sức ép khiến cho bên đầu trái của bà bị thương nặng, tưởng không thể qua được. Kỳ diệu thay, người con gái can trường ấy vẫn sống. Thế nhưng, vết thương ấy giờ đây khiến cho một bên mắt của bà mù lòa. Mắt còn lại chỉ nhìn được mờ đục. Nhưng tinh thần kiên định, chất giọng đanh thép vẫn vang lên hào sảng khi bà nhớ về khoảnh khắc thiêng liêng của những lần làm lễ truy điệu sống cùng các đồng đội của mình. Bà hạnh phúc khi ngôi nhà nhỏ lại được đón các đồng đội cùng đơn vị C320 về thăm. Không ai có thể hình dung ra nổi những thanh niên xung phong từng đứng ở lằn ranh sinh tử, lễ truy điệu sống ngày ấy. Giờ đây, khi trở về thời bình, họ vẫn hào sảng, sục sôi ý chí quyết tâm như trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Bởi ai cũng biết rằng, với nhiệm vụ gian nguy như làm cọc tiêu sống để phá bom nổ chậm, công việc sẽ luôn cận kề với cái chết. Lúc đó là làm lại truy điệu sống khí nữ đó, nhưng cố là làm những lúc mà đụng lính bộ đội, cũng đứng nghiêm bốc, chào đàng hoàng, rồi quyết tâm. Những cô gái thanh niên xung phong đương tuổi đôi mươi, trang phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang, nhận nhiệm vụ từ chỉ huy. 6 lời thề vang lên sẽ là lúc các chị đồng thanh hô, quyết tâm để lên đường thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ các đồng chí có sẵn sàng nhận nhiệm vụ không? Sẵn sàng! Gạo lấy thầy mười lời hứa, sẵn sàng đi nơi nào làm bất cứ nhiệm vụ gì. Thì nhớ đi bất cứ nơi nào làm bất cứ việc gì quen hay già đó. Ở tuyến đường Trường Sơn lịch sử ấy, những nữ chiến sĩ đã quyết tử để giữ huyết mạch giao thông. Dù nhiều đồng đội ngã xuống, nhưng bằng sức mạnh, sự quyết tâm và lòng quả cảm, những cô gái tuổi đôi mươi vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ vững chắc tuyến giao thông huyết mạch. Khi này cô hài sợ gì đâu, không bao giờ sợ. Khi thì hình hăng say lắm. Cứ hạt lên họ và ạt từng bom rồi, cứ hơ ra ạt rồi. Thành niên trùng phòng ta quyết chiến thắng, dù bom bỏ chết đồng đội ta vẫn quyết đứng lên sẵn sàng hy sinh. Biết tìm nhau suốt chiều dài tết
Giữa tháng 7 oi ả này, những người cựu thanh niên xung phong lại tìm về để tưởng nhớ, tri ân và thắp cho các đồng đội cũ một nén hương để tưởng nhớ. Các em đưa xác về trong mình nên chi nữa mà trời ơi. Những đội làm đường hành quân trong đêm, nào cuốc nào tròn song nồi sủng soảng, rực rỡ mặt đất bình minh, hấp hối chân trời pháo sáng. Đường trong tim anh in những dấu chân, tên em đã thành tên chung anh gọi, em là cô thanh niên xung phong. Không thể kể hết những hy sinh của quân và dân ta để có được hòa bình. Bởi nếu chỉ dựa trên những số liệu về bom mìn, thì trong lịch sử chiến tranh thế giới, Việt Nam là đất nước bị ném bom nhiều nhất. Máy bay Mỹ đã ném xuống Việt Nam khoảng 7,85 triệu tấn bom, gấp 3 lần số bom sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tính bình quân mỗi người Việt Nam thời đó phải chịu đựng trên dưới 250 kg bom của Mỹ. Trên khắp đất nước Việt Nam, số bom đạn còn găm lại sau chiến tranh ước tính là 800.000 tấn. Tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm khoảng 6,13 triệu hecta, chiếm gần 19% tổng diện tích của cả nước. Nếu như thời chiến, các cô gái tuổi đôi mươi lên đường nhập ngũ, thì nay, tại vùng đất Quảng Trị Anh Hùng, lại có những cô gái tuổi 20 sẵn sàng tình nguyện đến với một công việc nguy hiểm, giả phá bom mìn trong thời bình. Họ là những cô gái sinh ra và lớn lên trên đất thép với mong muốn góp sức mình làm hồi sinh những vùng đất chết, hạn chế tối đa thương vong cho những người dân vô tội khi mà đất nước đã yên tiếng súng nhưng trong lòng đất vẫn lưu lại đạn bom. Chuẩn bị Hino 3, 2, 1, nổ. Mọi người thường nghĩ những tiếng nổ long trời lở đất chỉ có trong chiến tranh, nhưng đối với những người ra phá bom mìn chúng tôi, tiếng nổ ấy trở thành quen thuộc hàng ngày. Nhưng đôi lúc chúng tôi tự hỏi người dân đã thực sự bình yên hay chưa. Bất chấp sự nguy hiểm, có những cô gái vẫn dành cả tuổi thanh xuân của mình để gắn bó với công việc giả phá bom mìn. Họ chính là những bông hoa xương rồng trên bãi mìn đầy hiểm nguy. Đầu năm 2008, Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy đã có một ký cái văn bản thỏa thuận với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kết hợp với dự án Renew khoanh vùng khu vực khẳng định nguy hiểm để xác định ra những cái khu vực khẳng định ô nhiễm gọi là cần phải ra phá trong thời gian sắp đến. Sau 10 năm hoạt động, dự án Renew hiện tại có khoảng 200 người chia thành nhiều đội nhóm khác nhau. Những cô gái chiếm gần 30% trong số đó. Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ rất sớm, 6 giờ sáng, cùng với xẻng, búa, dây đánh dấu, thiết bị dò kim loại. Qua 10 ngày làm việc thì tại vị trí chúng ta đang đứng ở đây là vị trí O76 làm điểm y tế và là điểm chỉ huy. Sẽ lấy bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh làm nơi sơ cấp cứu ban đầu. Khoảng cách từ đây đến đó là khoảng 9 km. Người lâu thì gắn bó 5 năm, người mới thì 7 tháng. Những cô gái còn rất trẻ, tình nguyện dành 5 tháng tuổi xuân cho công việc chẳng hề nhẹ nhàng, giả phá bom mìn. Thọ hướng Bắc, Tinh Huy hướng Đông, Chi Sán hướng Nam, mà Khánh hướng Tây. Mô tả công việc, thứ nhất là công việc rất là nguy hiểm. Vất vả, thức khuya dậy sớm. Đảm bảo phải tính an toàn tuyệt đối cao và không được có sai sót. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt nơi miền nắng gắt, gió lào khô nóng, hàng ngày từ 6 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều, họ vẫn ở ngoài hiện trường, cần mẫn với công việc, với hiểm nguy luôn trực chờ phía trước. Có những ngày rất là vất vả, rất là khó khăn, lúc đó thì cũng hơi chấn lông một tí, cũng nghĩ rằng phụ nữ như mình đi làm quá vất vả. Lần đầu tiên mà mình đi và mình phát hiện được một quả bom bi thì mình cũng cảm thấy là hơi run sợ. Thank you.
Báo cáo đội trưởng, phát hiện blue. Tiếng kêu chói tai của máy già khi phát hiện vật thể đáng nghi trong lòng đất lại vang lên. Đó có thể là mảnh kim loại hay là bom, mìn. Chừng nào những ô vuông trên bản đồ còn chưa được điền kín, các chị vẫn sẽ lại cẩn mẫn lên đường. Đất nước phải trải qua quá nhiều nỗi đau khi đi qua nhiều cuộc chiến trong lịch sử nhân loại. Trong trang sử ấy, vẫn còn vết son của những người đã ngã xuống cho hôm nay. Đó là bài ca không thể quên về một lịch sử hào hùng của cha anh đi trước, của những bông hồng thép trong mưa bom lửa đạn. Có người trở về sau cuộc chiến, có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Có người chúng ta biết mặt, biết tên, nhưng cũng có người vô danh, không một dòng địa chỉ. Nhưng cùng nhau, họ làm nên đất nước. Chiến tranh không biết ai là đàn ông, ai là phụ nữ. Chiến tranh cũng không biết ai là người già, ai là trẻ nhỏ. Nhưng cũng trong chiến tranh, sức mạnh con người trở nên vô hạn, sự hy sinh cũng trở nên vô hạn. Hiểu lịch sử. Và trong sáng nay 27 tháng 7, các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa và cả những người dân đang sinh sống nơi đây đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đảo. Tất cả đều chung một cảm xúc thiêng liêng và cảm phục, tự hào trước những hy sinh của cha ông. Đây cũng là động lực để các thế hệ chiến sĩ trên đảo thêm chắc tay súng, hoàn thành nhiệm vụ. Quân và dân Trường Sa luôn sẵn sàng tiếp nối nhiệm vụ ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. 27 tháng 7 là dịp để mỗi chúng ta thêm trân trọng lịch sử. Dù cho quá khứ đã khép lại, nhưng mỗi người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên, không bao giờ được phép quên những hy sinh mất mát của cha ông, để từ đó sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.